square rồi. Tiếp theo một chữ tiếp theo là chữ G và chữ U. Chữ G và U đọc là sao? Giờ. À, âm giờ đó. Âm giờ. Ừ. Thí dụ như là you. À, đọc với tôi đi. You. I love you đó. Nghe không? Là chữ you này nó họ nhiều ri mà Mỹ mình thấy Sally nó viết đó. Nó viết chữ I nó vẽ trái tim. Rồi bên kia nó để chữ you thôi. Có nghĩa là I trái tim you, tức là I love you. À, nó dán xe hơi nó này. À. Thì chữ you đó là đọc y như vậy, là you nhé. Yeah. Tức là đúng là nó là you. Chứ không phải you, you đảng, you côn nè, nó là you, đọc với tôi you. You. À, có chữ dân. Dân là trẻ. Cái phiên âm chữ OU ở trên này phiên âm bằng cái dấu gì? Dân. Dấu đầu tiên đó. Dấu cái chữ V viết về viết ngược đó. Cái dần, dần đó, thấy không? Rồi mình qua chữ tiếp theo là gì? Yours. Yours. Đọc từ you, dần, yours. Thí dụ mình có những cái âm nào nó có vân giờ nữa nè. Yes. Chữ yes. Thấy không? Đừng có bắt chước có nhiều người bắt á. Không nói yes mà nó là says. Nó là says. Nó là yes. Ok. No, yes. Yeah. Yes. Yellow là màu vàng, đúng rồi. Cái gì nữa anh nhớ? Young. Young là trẻ. Trẻ giò. Nói trẻ giò nhớ tuần sau bà con mình tới 1 giờ ở đây ăn Tết với tôi nghe chưa? Không có được trốn. Ăn Tết ở đây có chả giò rồi, ngon lắm. Hồi sáng giờ có nhiều người đóng góp 10 món rồi đó. Ở phía bên nhà thờ đó, à, mỗi người đem tới món món ngon lắm. Còn lớp anh Văn mình cứ tới ăn free, nhưng mà nếu mình muốn á thì có mấy học viên nó không được thầy. Góp góp chút phụ cũng được, về tùy. Nếu mình bà con mình tới đem trái cây, nước, nồi thì giờ tới cũng được. Hay là chút mình muốn, mình tính ra mình góp người 3 đồng, 5 đồng thì đó rồi lần sau mình tới chung vui Tết. Thay vì lớp anh Văn mình tới ăn Tết rồi mình về nha. Tại vì bữa đó 30 Tết rồi. Giao thừa. Giao thừa, đến cái chiều giao thừa nhiều người. Ok. Cho nên cái dấu này viết chả giò được. Nếu mình viết cho Mỹ á, thì mình phải dùng cái dấu này. Mình viết chữ Y này cộng với chữ C ngược, rồi bỏ du huyền lên cho nó sẽ thành chữ giò. Ok, thấy không? Sướng chưa? Học tiếng Mỹ mà viết quốc ngữ được hả? You, dân, dò, chữ gì bằng giờ nữa? Yard, đúng rồi, yard là thước đó, ngang như một thước tây ở yard. Yard cũng là cái sân của mình. Sân trước, sân sau mình là cái yard. Backyard là cái sân sau của nhà mình là backyard. Front yard là cái sân trước, trước nhà mình. Front yard, backyard. Rồi mình lâu lâu nó bán gia sale, có thấy không? Nó garage sale, chỗ nó kêu garage sale, có chỗ nó yard sale này nó. Garage sale là nó bán trong cái nhà xe của nó. Còn yard sale là nó đem ra ngoài sân cỏ nó bày nó bán, gọi là yard sale. Nhưng cũng cứ riết rồi thành garage sale hết. Hiểu là garage sale hết. Nó có nhiều chữ sale bên Mỹ lắm. Ai còn nhớ nhân thể mình nói chuyện bên Mỹ, mình ở Mỹ cho nó biết Mỹ nó bán cái gì, những cái đồ cũ. Nó kêu là tôi gọi đó là không phải chợ trời. Mình đi chợ trời cũng đồ cũ cũng nhiều lắm, mà đồ mới cũng nhiều lắm, chợ trời ha. Nhưng cái này nó gọi là garage sale. Tôi gọi là chủ cũ người mới ta. Thấy không? Để chị garage thấy không? À, cái garage sale đúng cũ người mới ta, rẻ rẻ à. Tôi mua cái quạt đây cho lớp mình có 2 đô nè. Hôm trước mấy người đại hàng nó bày ra đây nó bán đây nè. Tôi đi ngang tôi thấy 2 đô tôi bốc vô đây để cho lớp xài. 2 đô mà cũng quay rồi đàng hoàng. Còn tôi mua cái máy cassette chạy có đồng bạc à, dễ chạy cassette được. Mấy cái garage sale nó rẻ kinh khủng lắm, nghe không? Nhưng mà mình ham đó, mình mua về không có kho chứa đâu. Về nhà cái mai mốt cái nhà mình thành cái garage sale. Cho nên mình có chữ ga nè ha.
Yara. Yara. Ai muốn mua lại chút mua 3 đồng, tôi là 1 đồng. Yara sale nha. Yeah. Đó, bán đồ cũ mà trong cái kho hàng gọi là Yara sale. Phải nói nhiều lắm, tôi đứng dậy tôi viết cho bà con coi luôn. Cho nên hết nước Mỹ luôn cho rồi nha. Yeah. Những cái loại mà nó bán đó đầu tiên hết mình có Yara sale nè. Yara sale, thấy không? Cái chữ A này ha. Rồi. Garage, đọc là garage. 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 Là cái nhà xe của mình đấy. À. Garage sale. Garage sale. Rồi. Cái gì nữa đó? Ngày mình mới học cái chữ này đó. Yard sale, bán ngoài sân. Rồi là yard sale, gì nữa? Wholesale. Wholesale là mấy nó bán là mấy cái tiệm mà người ta bán gọi là nó bán mớ đó. Thì cái đó gọi là wholesale, nhưng mà nó không phải thuộc về cái loại mà bán đồ cũ. Của người mới ta đây nói của người mới ta. DVD sale. Hả? DVD sale. Cái gì? DVD sale. DVD là gì? No, DVD là cái gì không? Đây nó bán đủ thứ hết trơn á. No, no. Vậy là cậu hiểu sai rồi. Sale tức là nó bán mà mình tới nó đủ thứ, cả trăm thứ mình mua rẻ tiền á. Đó gọi là yard sale. Yard sale, nó có moving sale nữa. Nó dọn nhà nó đi đó. À, nó dọn nhà nó đi, nó biết là moving. Moving sale. Có chỗ nó lấy đồ trên cái lầu của nó, có để cái đời hai ba đời của nó trên, để ông nội cố rồi để nó lấy xuống nó bán, gọi là attic sale. Cái trên lầu trên đấy, nhà trên cao nó là attic sale, không biết là 2T hay 1T tôi không nhớ. Attic chắc là attic rồi ha, tí rồi tôi coi lại từ điển. Attic sale rồi tức là dọn nhà mà trên cái lầu. Cái nóc của nó thường thường để đời ông ba, ông nội, ông cố nhiều đồ quý lắm quý vị. Tôi cũng vậy, tôi có mua hai cái gương rẻ thôi. Hai gương của sĩ quan Mỹ hồi xưa nó cởi ngựa đánh giặc á. Tôi về tôi coi nó là trên 100 năăm. Mà tôi cất nó tới giờ 30 năm rồi, về chắc giờ thành thêm được 30 năm nữa lên giá rồi. Càng để càng cột ý. Giờ giờ này tôi cũng vẫn còn hai cái gương đó. Dạ. Yeah. Rồi nhiều khi mình đi nó bán rồi mấy cái ở dưới nó lấy, như mấy cái hầm ở dưới Mỹ nó có nhà trên trên attic, rồi nó có cái hầm ở dưới nữa, biết không? Cái hầm dưới nó để đồ dưới nó cũng lấy xem bán. Cái đó kêu là gì? Ở dưới đất nó kêu là không phải là basement, cái dưới nó gọi là basement, nhưng mà nó ít có kêu basement sale lắm. Nhưng mà học cho biết thôi, basement nhé, yeah. Basement. Attic sale là đồ mà nó lấy trên trên nóc nhà, trên lầu từng lầu rồi đó, từng trên. Nhưng mà trên đó có nhiều khi nó sửa lại thành phòng ngủ cũng có, nhưng mà ít khi nó ngủ nó để trên trên phải mới lên, nó mình phải dỡ cái plafond ra, nó trên plafond cái attic sale. Big sale là bán nhiều thôi, rằng nó biết nó rằng nó câu khách, rồi nhiều người muốn tới chỗ nào big sale rằng mua cho nó nhiều nha. Cái gì? À đúng rồi, cái đó nó có parking lot sale, bãi đậu xe. Và con kể cho hết đi, rồi từ ngày mai cái bài này mình lên trên YouTube cả thế giới, các tơi Việt Nam họ cũng đọc lên, họ học cho họ biết là bên Mỹ có những loại sale nào. Đóng góp của lớp mình nhé. Parking lot là cái bãi đậu xe sale. Rồi. Nếu mà mình đi qua bên ông Lê, mấy cái khu quận Lê đó, thì mình không thấy nó dùng chữ garage sale, nó có cái chữ này. Mà hồi đó tôi đi học, hồi đó 18 tuổi tôi đi học ở bên Singapore đó, thì nó biểu rủ đi, nó rủ đi gọi là jumper sale. Mà mình không biết chữ jumper sale là gì, mình sale thì mình còn có học chứ jumper không biết gì. Là nó là bán mớ, à tức nó gom đủ hết đầu thèo, đầu thừa đuôi thẹo thì hết gom lại nó bán, giống như garage sale.
và nó kêu là jumbo sale. bên Mỹ mình không có chữ đó. Jumbo sale. Yeah. Jumbo là cả mớ, jumbo gọi là bán mớ. Mình có thể dịch gọi là bán mớ, jumbo sale. Moving sale. Moving sale là dọn nhà, garage sale là trong nhà xe. Gì nữa? Antique. Antique là